Công an phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phát hiện một vụ việc người dân tụ tập đông người vi phạm quy định phòng chống dịch của Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo đó, Công an phường Hòa Hiệp Nam đã kiểm tra và phát hiện tại khu vực tầng 2 của hộ ông Ngô Văn Cảnh, trú tại địa phương, có 24 người đang lén lút tụ tập giới thiệu sản phẩm, không đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hiện vụ việc đã được Công an phường ghi nhận và đề xuất hình thức xử phạt lên Ủy ban Nhân dân phường theo đúng quy định.